Hello, chào anh em đến với 78 Phú Yên nha. Nguyên mãi đến. Phú Yên mãi đến. Biển Tuy Hòa mãi đến. Chiếc lợi phẩm đây. Giờ anh đang rửa ốc tại biển luôn. Y bài nha. Có mồi nhậu rồi đó, đây nữa. Đó, ê, ê. Cái gì vậy? Thì đây. Cái gương mà nó bị chìm dữ vậy hả? Gì ghê vậy? Sâu lắm hả? Gì đống đá. Anh lặn luôn nè. Rồi, quay vô luôn. Cắn gì, cắn gì? Ở đây không ạ? Ốc nè. Có mấy con cua nè, ghẹ ha cua. Cua đá. Cua đá nè. Chào anh em nha. Giờ Mr. Alo đi review bắt ốc cho các anh em nè. Hiện Mr. Alo đang ở phường Phú Lâm của thành phố Tuy Hòa. Hành trình điểm đến cuối cùng đó chính là Tuy Hòa Phú Yên. Giờ Mr. Alo đang đi trên đường xuống biển Tuy Hòa, biển Long Tác, biển Phú Đông đó. Sẽ đi review cho anh chị. Đi review bắt ốc đó. Con đường quen thuộc của Mr. Alo đó nha các bạn. Trời, Mr. Alo đi tới đâu, mây mù giăng lối tới đó. Từ Đà Lạt về Pleiku cũng mưa gió, về Phú Yên hôm qua nắng banh sát, bữa nay lại mưa. Đã tới biển Đông Tác. Hành trình Mr. Alo đi review cho các bạn về bãi đá rêu xanh, mà mùa này hết rêu luôn. Mùa hè không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên. Hello anh em, mình đã về đến biển rồi. Hiện nay mình đang ở biển Đông Tác, thành phố Tuy Hòa. Review cho anh em luôn. Đây, giờ Mr. Alo xuống luôn nè. Xuống quay biển cho các bạn luôn. Sóng vỗ hơi bị bự. Nước cực kỳ trong xanh nha. Trong thôi chứ chưa xanh, mùa này chưa xanh. Wow, wow, wow. Em máy của mình đấy. Wow. Wow. Các kình ngư đang lặn để bắt ốc. Kình ngư này là nhân Messi. Bắt được mấy con à anh? Được các con ạ. Cái này chưa có mua để lặn ha, để tí lấy miếng để lặn. Nãy giờ mày bắt chưa con nào hả? Chưa. Giỡn vậy? Qua kia đúng không? Giờ mình tới cái tiếp. Lấy đồ nghề, mọi người đã bay tới kia rồi. Ok,
ghê anh em. Giờ mình sẽ đi lặn nha anh em. Đó, lặn bắt ốc cùng với hai đầu cụ này luôn. Đi. Đó, đây là bờ chè rêu xanh nè, bắt ốc nè. Hôm nay trải nghiệm đi ốc cùng Mr. Alo nha. Đó. Nước biển hôm nay trời mát. Nhưng mà đi biển mà trời như thế này là không đẹp anh em ơi. Đó. Biển trong xanh. Nhưng mà đi biển mà mùa này như thế này là vẫn chưa. Trời như thế này mà mát thôi. Nhưng mà đi biển trời này nó bị âm u á. Vô hình nó không có đẹp nha các bạn. Nhưng mà được cái đi biển vậy là mát. Chứ đi biển mà nó nắng banh sát sao đi. Giờ xuống lặn với mấy anh em chiến hữu nè. À, bờ kè đẹp không các bạn? Ngày thường là bờ kè này nó rêu xanh nha, nhưng mà do rêu xanh là thường tháng 4, tháng 3 à, sau Tết đấy. Còn mùa này hết rêu rồi. Kêu lặn cho vui, sao tôi lặn đây, mang dép rồi lại. Đây, chiến lợi phẩm đây. Giờ anh đang rửa ốc tại biển luôn. Y bài nha. Có mồi nhậu rồi đó, đây nữa. Đó, ê, ê. Như vậy? Thì đây. Cái gương mà nó bị chìm dữ vậy hả? Gì ghê vậy? Sâu lắm hả? Gì đống đá. Anh lặn luôn nè. Rồi, quay vô luôn. Cắn gì, cắn gì? Ở đây không ạ? À? Ốc nè. Có mấy con cua nè, ghẹ ha cua. Cua đá. Cua đá nè. Easy. Đó là móc tại biển luôn các bạn. Ốc lộn lộn lớn. Đây, ốc gì đâu, cua nè, ốc nè, bự cho bán không? Chưa ra. Ồ, cua đé nè, gì dục hả, tưởng dục. Rồi, ốc bự đâu? Cua đé bán tại biển là 10.000 một con nè. 10.000 con người ta nghe rẻ vậy. Vậy thôi, càng dễ, càng cua nè. Đó. Của nó nè, đây. Đó. Và ốc kìa. Đó. Wow. Ốc này 100.000 ký thôi nha các bạn. Rẻ rẻ và dễ xơi. Hello. Chào anh em đến với bảy tá Phú Yên nha. Phú Yên mãi đỉnh. Phú Yên mãi đỉnh.
biển Tuy Hòa mãi đến. Rồi, bắt ốc nãy giờ xong. Mr. Alo và đồng đội về sơ chế ốc. Đây, chiến lợi phẩm đây. Hành trình bắt ốc đã xong rồi. Bây giờ đồng đội với mình về nhà sơ chế ốc để review cho anh chị về ốc tiếp theo luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip về biển Tuy Hòa tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh Mr. Alo nha các bạn. Clip thứ hai cho một like và một comment nha các bạn. Bye bye các bạn.